Đây là răng thái của mình nha. これはね、まだちょっと色が赤くないから。うん、大丈夫。はい。ちょっと待って。はい、バーバーは、こう、あ、チューロ。わ、サンソーだ、全然ない。うい、バーハイも赤いルーな。ありがとうございます。Chào bạn nhé, lại là mình đây, Xuân JB Cuộc Sống Nhật Bản đây. Thì hôm nay mình sẽ đi gọi là gần khu vực mình để quay các bạn xem cây hồng các bạn ạ. Cây hồng gọi rụng đầy gốc, nói chung là chín cây luôn, cực kỳ là nhiều nhưng mà không ai ăn các bạn ạ. Nên là mình sẽ đi quay và cũng như là nói lý do tại sao mà người Nhật lại không ăn những cái cây người Nhật trồng được á. Và thường thường ấy thì ở bên này ấy, vào cái tháng 10 này bạn, tháng 10 trở đi là cây cối gọi là cây ăn cỏ ấy, như cây hồng này, cây cam này, cây quýt này là mọc cực kỳ là nhiều các bạn nhé, gọi cực kỳ là nhiều luôn, nhưng mà rụng đầy gốc, không ai ăn, người Nhật không ăn. Và bây giờ mình sẽ đi quay các bạn xem cũng như là quay phong cảnh rồi cây cối, gọi nhất là cây hồng, mùa này cây hồng thì mình sẽ đi quay các bạn xem. Thì mình đi quay thì có một cây hồng nhiều quả lắm ạ. Nếu mà có chủ nhà đấy thì mình sẽ xin vào, gọi xin mấy quả về ăn. Kia bạn nhỉ, bên trong kia một cây cam bạn nhỉ. Đây một cây cam gọi sắp chín rồi nè. Đấy, quả cũng to lắm. Nhưng người ta trồng cho nó đẹp thôi, người ta không ăn bạn ạ. Đấy cây cam đấy. Còn đây thì khu vực đây là cây rau lang bạn ạ. Và cây củ lỗ đây bạn ạ, đúng không? Đúng, cây này ở quê mình gọi là cây củ lỗ bạn ạ. Đây là cây củ lỗ này. Cây này nấu với xương ấy, nấu với xương lợn này, xương sườn thứ thì cực kỳ là ngon bạn nhé. Ở quê mình gọi cây củ lỗ. Đây người ta cũng trồng này cho nó đẹp thôi, chứ người ta không ăn đâu. Người Nhật ít khi ăn lắm. Đây vườn hoa bạn này, vườn hoa đẹp chưa. Ui vườn hoa rất đẹp bạn ạ. Cái này thì cứ khi chờ người ta trồng này, kiểu hoa héo này, héo dần là sau lại phá đi làm đất để trồng cái mới các bạn. Đẹp lắm. À. Đó. Ui, rất đẹp ạ. Bên trong kia cây rau lang. Nói chung cái đợt này người ta trồng hoa ấy, còn ngày trước người ta trồng cây rau cải. Rồi nói chung trồng nhiều cây lắm. Đây thì khu vực đây là khu vực hoa anh đào các bạn ạ. Đây hoa anh đào đây khoảng tầm độ tháng 4. Gần tháng 4 là ra hoa các bạn. Đây này, nụ này. Giờ đang ra nụ này. Đây một dãy vườn hoa anh đào luôn các bạn nhé. Một dãy hoa anh đào ấy. Đây các bạn này. Các bạn thấy không? Đấy, cây này, cỏ này. Cho trụi lá này, cỏ rất nhiều các bạn. Trong mấy cây này thì cỏ hơi ít. Đấy rụng dính gốc luôn đấy. Rụng này không ai ăn mà. Đây mình nhớ lại các bạn xem này. Đó quả rất nhiều nha. Đây mùa này thì có quả hồng và quả cam, quả quýt ấy. Đây cây này cây cam mới sao ấy. Đây các bạn, cây cam này. Đấy rụng nhiều lắm, không ai ăn, người Nhật người ta không ăn. Đấy, rất nhiều các bạn ạ. Đây khoảng 4-5 cây, vẻ cây cổ thụ ấy, gốc cực kỳ ấy. Nhưng mà năm nay thì ảnh hưởng của bão nên là gọi là mấy cây này không được sai quả lắm. Kia bạn, cây kia nhiều quả bạn kìa. Đây giờ mình đi lại cây này. Đây cây rất nhiều quả bạn này. Đây thì có một cây thôi mà quả thì quả to phết bạn. Nhà này thì không ai ở bạn ạ. Thỉnh thoảng mình đi qua đây thì gặp có một bà chuyên đến để chăm sóc vườn thôi. Đây bạn thấy cây to không này. Quả nhiều đây. Sai cây luôn, sai chỉu cây luôn. Ở bên trong kia cũng có cây các bạn kìa. Đấy. Ui quả to phết này, rụng đầy gốc bạn. Kìa rụng dưới gốc kìa. Không ai ăn. Konnichiwa.
À đây ấy này. Có bằng ở Nhật đây ạ. Mình xin vào. Sumimasen. Kaki o itadakemasu ka? À, hoshii no? Hai. Mada ne, chotto shibui tokoro ga aru yo. Daijoubu desu. Daijoubu? Hai. Ii desu ka? Totte ageyou ka? Watashi iku naka ni watashi. Nanka takai toko ni aru. Rồi mình xin vào rồi các bạn. Rồi mình chút nữa これ あの甘くなる のが 遅い んですよ. Hai. Ừ. Đợi chút bà đang mở cái cổng. Mình vào mình xin. Arigato gozaimasu. To chưa? Đây giờ mình vào cây rồi các bạn. Cây to. Ôi. あのね、カラスが来てね、つついたりしてるんですよ。で、こんなもんね、小さい時に虫が食べてんの。はい。うん、それで予防してないから。そう。消毒とかしてないんで。はい。どんなのがいいかね。 Đây mấy quả. Ui. そこね、畑はちょっと植えてある。 うん、ここはちょっと入らないでね。はい、わかった。もう親が植えてる。えっとね、どこがいいかな。これがちょっと食べれるかな。ここなんてこうカラスが来てるんですよ。あ、そう。うん。もう少しね。はい。だいぶバーランハイムにね。だいぶハイム。もうちょっとね、時間がすると美味しくなるんだけど。 ああ。まだちょっと早いの。はい。どこがいいかわからないね。これたくさんだ。ちょっとあの何日か置いといて食べる？はい、食べる。時間置いといて。うん。シーパル。はい、わあ、ランハイムじゃ。わあ。はい。 これ đây bà bảo là quả chưa đủ bạn à. Quả san sô này ăn rất ngon này. Ui, bà hái mình cả cây luôn á. Arigato gozaimasu. Mui chotto ageyou ka? Hai. Bà hái mình cả cây mình nhiều. Đây mình vừa hỏi bà thì người Nhật không ăn. Vâng. Hai. Bảo thì này thì hơi chát. Nói chung là các cái cỏ đây ngọt các bạn ạ. Đây này. Đấy, các cỏ thì ngọt. À nhà bà bên cạnh luôn ạ. Bà đang vào lấy cho mình túi bóng đựng. Đấy bạn, những cỏ đây này, chim ăn này. Bạn đó. Đấy, người ta để chim ăn với dụng dụng gốc thì người Nhật không ăn các bạn ạ. Thì mình hỏi thì bảo ngày trước thì Mỹ ném hai quả bom ấy thì người ta sợ phóng xạ, nhưng mà tùy thôi bạn. Có những người Nhật vẫn ăn bạn nhá, vẫn ăn bình thường. Và cái thứ hai nữa ấy, là bên này ấy là đa số bây giờ gọi dân già hóa nhiều bạn, người cao tuổi nhiều nên là trèo cây các thứ thì cao quá, nhiều khi người ta không trèo được. Đấy. Đây bà. Rồi. bà vào lấy tư báo cho mình được. Ồ. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. まだちょっと待った。いい。いい。さあ、さあ。はい、どうぞ。あ。ちょっと結構。さあ、さあ、で。 Bà lại hái mình tiếp ạ. Cô chí sai nhiều nè. Hai. Cô chí sai.
あげるあげる好きなら。好きな。どれが甘いかな。うんじゃあ。quá nhiều bà đang hái mình tiếc này何人ぐらいいるんですか。あの一緒に何人ぐらい知り合いと食べるんですか。ああ、4人。3人？4人。はい、4人。bà đang hái mình tiếc rồi. Quá nhờ. Onaka koasanai de ne. Onaka tabe sugiru to onaka koasu kamo wakaranai. Ne? Hai, hai, ii? Ii, ii. Mata ne. Hai. Arigatou gozaimasu. Đây, bà và con gái bà này mất cho mình một túi luôn mà. Đấy, thôi giờ mình vừa chào bà về. Đấy thì mình đi quay thì không quay thì lại gặp bà, gọi là rất là mình vào mình xin thì bà mất cho một túi mà. Tính ra là mình sẽ đi quay thêm bạn xem, nhưng mà thôi thì bây giờ gọi là đây trái ngọt một túi đây bạn ạ. Nếu mà mình mà bảo lấy thêm ấy khi bà mất cả cây luôn á, nên là thôi mình chỉ có lấy đấy thôi, mình lấy nấy rồi mình quay các bạn xem thôi. Thì như mình đã nói ấy, thì người Nhật người ta ít khi ăn lắm đấy. Và cái đầu tiên ấy là đa số bên này ấy là bây giờ là người cao tuổi nhiều, và người ta trèo cây các thứ thì người ta trèo cao ấy, người ta sợ đấy. Và cái thứ hai á, thì ngày trước á, gọi là nhiễm phóng xạ á, nên người ta cũng sợ. Và cái thứ ba nữa thì đa số bên Nhật này á, gọi là ăn cái gì á, toàn phải qua kiểm dịch, qua kiểm định hết. Và là hôm nay đi thì có một chút quà mang về mà. Rất là bà hỏi mình có túi không thì bà đem vào nhà bà lấy túi cho mình túi luôn bạn ạ. Thôi video mình xin kết thúc tại đây và chúc các bạn một giờ gần chiều rồi các bạn, chiều tối rồi, thì chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hãy like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.